quý vị khán giả, chúng ta đang có mặt ở vòng thi cuối cùng, vòng đặc biệt mang tên là Được hay Mất. Ở đây đội số đỏ rất may mắn ở hai vòng đầu tiên. Không biết may mắn có còn tiếp tục mỉm cười với các em ở vòng này hay không? Tự tin không? Dạ. Có một phần. Một phần ha. Cứ nhìn vô cái két sắt 50 triệu đang treo trước mặt mình đi, để lấy động lực em ơi. Dạ. 5 câu hỏi trong vòng 90 giây. Trong 5 câu hỏi này sẽ có 2 câu mà đáp án nó sẽ là con số. Và nếu như cái câu nào mà các em thấy khó quá hoặc là mình tìm hoài chưa ra đáp án, các em có nói cho qua, anh sẽ dừng thời gian lại để mình bình tĩnh để đi tiếp với câu khác. Sau đó nếu còn thời gian mình sẽ quay trở lại ha. Mời các em vào vị trí. Và đây có một điều anh lưu ý các em. Hà là đội trưởng, cho nên anh sẽ nghe đáp án từ Hà để anh chốt là đúng hay sai. Hai em đứng kế bên, các em có thể tư vấn, góp ý và nói với chị Hà liên tục những đáp án mà các em nghĩ. Anh chỉ ghi nhận đáp án từ Hà nói ra mà thôi ha. Dạ. Và bây giờ câu số 1. Vàng đen dưới biển là tên gọi của nguyên liệu tự nhiên nào? Bắt đầu. Dầu. Dầu. Sai. Nhớt. Nhớt. Sai. Dầu khô. Sai. Vàng đen dưới biển. Vàng đen dưới biển. Vàng đen dưới biển. Vàng đen dưới biển. Qua đi chị, qua. Qua đi. Qua. Cho qua, dừng lại. Rồi bây giờ mình qua câu số 2. Sẽ là câu hỏi mà đáp án là con số. Chuẩn bị. Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 2 năm 2020, Việt Nam đứng vị trí thứ mấy thế giới? Bắt đầu. 20. Lên. 25. Lên. 30. Lên. 40. Lên. 50. Lên. 70. Lên. 80. Lên. 90. Lên. 100. Xuống. 95. Xuống. 93. Lên. 94. Chính xác. Đó. Nó cách mình rà đáp án là những con số là vậy đó. Mà quan trọng là em phải nhớ con số nào mà em vừa nói ra ha. Câu số 3. Vở kịch Romeo và Juliet dựa trên câu chuyện thật về mối tình của đôi trai gái nước nào? Bắt đầu. Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Italy. Ý. Italy. Chính xác. Cái mối tình này quá nổi tiếng đúng không? Dạ. Cái câu chuyện này được chuyển thể rất là nhiều trên phim ảnh lẫn trên sân khấu. Và câu chuyện này dựa trên câu chuyện thật về mối tình của đôi trai gái ở Italy. Tiếp theo, câu số 4 cũng là một câu về con số. Năm 2020, con đường nón lá với kỷ lục dài nhất Việt Nam tại Đồng Tháp làm từ bao nhiêu chiếc nón lá? Bắt đầu. 1.000. Lên. 3.000. Lên. 5.000. Lên. 7.000. Lên. 8.000. Xuống. 7.500. Xuống. 7.300. Xuống. 7.250. Xuống. 7.260. Xuống. 7.255. Xuống. 7.255. Xuống. 7.255. Xuống. 7.200. Chính xác. Trời ơi, em nhắc rồi, em nhắc lớn quá em sợ chị. Chưa. Em sợ chị rối, em nhắc nhỏ nhỏ. Mà em làm mềm phía sau như niệm thần chú vậy đó. Mà em còn nói gì luôn nha anh sợ. Rồi, tiếp theo nè, câu số 5. Còn mình còn 30 giây nha. Loài cá nào có thể đi bộ dưới đáy biển? Bắt đầu. Đi bộ dưới đáy biển. Cá nào mà đi bộ dưới đáy biển ta? Cá đuối. Cá đuối. Sai. Cá mập. Sai. Cá kìa. Cái gì? Cho qua, cho qua. Cho qua, ngừng lại. Cái gì đi bộ dưới đáy biển? Lạ quá đúng không? Thì nào giờ mình cứ nghĩ là đi bộ là những con vật đi bộ trên mặt đất, còn dưới biển cá nó bơi. Vậy mà con cá đi bộ dưới đáy biển mới hay đó. Nhưng mà bây giờ mình đã qua câu này rồi, thôi bỏ đi. Mình quay trở lại với cái câu đầu tiên. Cái câu mà hồi nãy mình đã không trả lời được, mình cho qua đó. Lại nha. Vàng đen dưới biển là tên gọi của nguyên liệu tự nhiên nào? Bắt đầu. Sai. Bạch kim. Sai. Nguyên liệu. Nhắc đi hai em. Dầu này. Dầu khô. Lưu huỳnh. Còn 3 giây. À còn 3 giây, còn 3 giây. Còn 3 giây. Còn 3 giây. Thôi cũng được, còn 3 giây. Cá tây, bay cá. Còn cái thật gì ra con này em đi. Ơi, hồi nãy anh đã có nghe em nói loáng thoáng gần đúng với cái đáp án của chương trình đó. Dạ anh. Cứ hãy bình tĩnh và nghĩ lại đi. Thẹt luôn. Chứ không phải là các em nói hoàn toàn sai đâu. Có một bạn nhắc đúng á, nhưng mà hình như là Hà chưa có lặp lại cái đáp án đó. Lưu Huỳnh nhớt.
bây giờ con cái gì đi bộ dưới đáy biển kìa. Bộ dưới đáy biển tới rồi kìa, con có ba giây. Bây giờ còn một giây mình nên bỏ qua câu đó. Cái gì? Em biết con đó em chết liền. Cái gì đi bộ dưới đáy biển? Thì nè, còn nếu không như em bảo vừa mới nói đó. Đúng nếu rồi. Như mà vừa đọc coi lên em nó bỏ qua liền là tức đi. Còn 2 giây thì mình quay lại câu kia. Trên kia. Bây giờ nè, có mình đưa thêm câu nữa ít ra nó cũng hay hơn. Dầu thô nè. Rồi bình tĩnh. Nhớt nè chị. Mà. Câu số 5 còn 3 giây. Loài cá nào có thể đi bộ dưới đáy biển? Bắt đầu. Bỏ qua bỏ. Hả? Bỏ qua. Anh đã bắt đầu rồi thì Cao Thái Hà nói ngay là bỏ qua anh Dịch Minh. Đồng hồ mới nhảy được 1 giây. Em sợ quá à. Còn 2 giây. Giờ nha. 2 giây mà thắng 2 câu mới ngon nè. Rồi, chuẩn bị. Vàng đen. Dưới biển là tên gọi của nguyên liệu tự nhiên nào? Bắt đầu. Dầu thô. Sai. Dầu nhớt. Sai. À, đúng rồi. Sai. Hết giờ. Còn có 2 giây mà cũng đọc ra thêm được tới 3 cái đáp án. Dầu thô, dầu nhớt, lưu huỳnh mà sai hết. Các em ơi, nó đơn giản hơn chúng ta nghĩ nhiều. Đó là dầu mỏ, đúng không? Vàng đen ở dưới đáy biển tức là dầu mỏ. Sau khi người ta khai thác lên, người ta mới chế biến lại cho nó thành xăng dầu được tất cả những cái nguyên liệu mà chúng ta sử dụng. Còn hồi nãy ban đầu thì Hà nói có dầu không hả? Dầu không đâu có đúng, tưởng dầu xanh, tưởng dầu khinh diệp rồi sao? Phải nói là dầu mỏ mới đúng nha. Còn cái câu mà loài cá có thể đi bộ dưới đáy biển, có ai đây biết không? Cá ngựa đâu đi bộ đâu. Cái tên là ngựa, tưởng nó chạy được nhưng mà không phải, nó bơi. Còn cá mà có thể đi bộ dưới đáy biển là cá chào màu. Nó có 2 cái vây nhỏ trước ngực và nó có những cái tua tua. Nó có thể di chuyển dưới đáy biển như là mình thấy hình ảnh của một cái con vật nào đó đang đi bộ. Tiếc là đội của Cao Thái Hà, đội số đỏ nó không vượt qua được cái vòng đặc biệt này. Cái kết sắt 50 triệu đồng sẽ gửi lại cho chương trình. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là một ngày có quá nhiều điều bất ngờ diễn ra cho cả hai đội chơi. Nó mang lại cho bản thân Đại Nghĩa là người dẫn chương trình cũng cảm giác rất là hồi hộp và vô cùng thú vị. Hy vọng rằng những cái giây phút vừa qua cũng mang đến cho quý vị những cái cảm xúc như thế, cũng như là những kiến thức bổ ích cho chúng ta. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình Chọn Đâu Cho Đúng cho Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện sẽ lên sóng hàng tuần vào lúc 20 giờ 30 phút thứ hai trên kênh VTV3. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau.